tuyến này là một cái tuyến rất là nhỏ, rất nhỏ, nhìn rất nhỏ luôn. Nó nằm ở bên trong hố yên. Và cái hố này nó nằm ở trên cái sọ của mình, nó nằm ngay cái nền sọ, ngay cái xương bướm. Mình sẽ thấy ở ngay xương bướm của mình nó có một cái hố sâu xuống. Cái hố đó sẽ chứa tuyến yên ở bên trong đó. Và ngay bên trên tuyến yên là vùng hạ đồi. Mình sẽ thấy một sự liên lạc rất là chặt chẽ giữa cái khu vực của tuyến yên và khu vực của vùng hạ đồi. Về cấu trúc, tuyến yên được chia làm hai phần, đó là tuyến yên trước và tuyến yên sau. Về mặt cấu trúc, tuyến yên được chia làm hai phần. Hai phần này nó khác nhau ha, nó nằm rất là gần với nhau, nhưng mà nó lại gọi một cái tên khác. Tuyến yên trước người ta còn gọi nó là tuyến yên tuyến ha, tuyến yên trước người ta còn gọi nó là tuyến yên tuyến, còn tuyến yên sau người ta còn gọi nó là tuyến yên thần kinh. Vậy tại sao nó lại gọi là tuyến yên tuyến và tuyến yên thần kinh? Đây là bây giờ mình coi là cái vùng của tuyến yên ha, đây là cái tuyến yên của mình nè. Đây là đồi thị nè. Còn nhớ về mặt giải phẫu, đây là đồi thị nè, đây là tuyến yên nè, đây là vùng hạ đồi. Đây là tiểu não nè. Cấu trúc này là cấu trúc của thân não nè. Đây là tuyến yên rất nhỏ ha, mình thấy nó nằm ngay cái vùng nền sọ của mình, rất nhỏ thôi, và nằm bên trong hố yên. Vì mặc dù nó rất nhỏ nhưng mà vai trò của nó rất là quan trọng. Đây là tuyến yên ha. Tuyến yên này người ta gọi nó là tuyến yên trước, và yên này người ta gọi nó là yên sau. Vậy tại sao có cái sự khác nhau yên trước yên sau? Mọi người hình dung thế này, về mặt giải phẫu thì cái tuyến yên trước nó nằm ở trước, tuyến yên sau nằm ở sau, thì không có gì để nói nè. Đây là tuyến yên sau. Nhưng mà về mặt cấu tạo của nó thì mình thấy là tuyến yên trước người ta còn gọi là tuyến yên sau, người ta còn gọi nó là thần kinh. Đây là người ta gọi là tuyến yên thần kinh nè, đây là tuyến yên sau nè, nói gì cho nó rõ ha. Tuyến yên trước nè, tuyến yên tuyến nè. Cái này tuyến yên thần kinh là sao? Mình hình dung là ở bên trên vùng hạ đồi của mình có các neuron thần kinh. Mọi người nhớ là hình ảnh của các neuron thần kinh nó sẽ có cái hình giống vậy nè. Tức là ở đây là đầu của neuron, hay được gọi là thân neuron. Còn cái cấu trúc của các sợi này người ta gọi là sợi nhánh. Rồi có chút này người ta gọi là sợi chuyền ha. Như vậy thì ở trên cái này mình sẽ có cái đầu hay là cái thân neuron nó nằm ở trên đây, và cấu trúc sợi chuyền của nó sẽ đi xuống dưới này và thông thường á, sợi chuyền nó sẽ chia những cái nhánh ra để tạo thành những cái túi tận cùng ở bên trong. Vậy tương tự mình sẽ thấy là gì, mình sẽ có những cái neuron nó đi xuống này, nó có những cái túi chứa ở bên trong này ha. Rồi tương tự như vậy, những cái đầu này nó đi xuống, nó có những túi chứa bên trong này. Vậy thì mình sẽ thấy là gì, bản chất những cái hộp môn ở cái vùng yên sau này là những cái đứa mà nó được tiết ra từ cái vùng hạ đồi, và nó đi theo sự dẫn truyền của thần kinh và chứa trong những cái đầu tận cùng ở đây. Thành ra bản thân của nó không có tiết cái gì hết, nó chỉ dự trữ những cái hộp môn từ vùng hạ đồi đi xuống thôi. Chính vì vậy người ta mới gọi nó là thần kinh, hay là tuyến yên thần kinh. Còn cái hạng ngoài trước này thì nó là các tế bào nội tiết. Chính bản thân cái thằng này là các tế bào nội tiết. Ở đây mình sẽ thấy là gì, thằng này nó rất nhiều tế bào nội tiết. Đây là những cái tế bào nội tiết ở cái vùng yên trước. Vùng yên trước nếu mình coi vi thể đó là cấu trúc của rất nhiều tế bào gộp lại đi nha. Rất nhiều tế bào. Thì những cái tế bào này người ta gọi đó là những cái tế bào nội tiết. Vậy thì lúc này cái tuyến yên trước mình sẽ thấy là ở trên cái thằng này nè, mình có một cái mạng lưới mạch máu mao mạch á, mình nói là mao mạch á. Mao mạch này nó sẽ có một cái hệ thống tĩnh mạch chạy xuống đây nó sẽ có hệ thống tĩnh mạch chạy xuống đây. Rồi ở dưới đây nó sẽ có một cái mao mạch khác nữa. Rồi mao mạch này nó sẽ có những cái tĩnh mạch chạy ra nữa. Như vậy thì mọi người thấy gì nè, có phải rằng khi mà ở phía trên này nè, ở phía trên vùng hạ đồi nó tiết ra cái hộp môn, các vùng hạ đồi này nó có những cái thân của neuron thần kinh, những cái neuron thần kinh này nó tiết cái hộp môn của các của nó, sau đó hộp môn đó sẽ vào trong cái mạng lưới mao mạch ở phía trên vùng hạ đồi này, rồi cái hộp môn được tiết ra từ vùng hạ đồi nó mới đi theo hai cái dòng chảy tĩnh mạch này để đi xuống cái tuyến yên trước, thì cái hộp môn vùng hạ đồi nó mới đi ra khỏi mạch máu mao mạch và nó đi vào trong tuyến yên trước. Mà mình biết tuyến yên trước của mình có rất nhiều tế bào nội tiết,
và lúc này các hậu môn từ vùng hậu đồi nó sẽ kích thích lên các tế bào nội tiết tại yên trước, và các tế bào nội tiết tại yên trước sẽ tiết ra hậu môn, và hậu môn đó đi vào trong dòng chảy của máu và đi ra ngoài, đi vào cái hệ thống tuần hoàn của cơ thể mình. Và y tư lúc này mình thấy rõ ràng là chính các tuyến nguyên phía trước này nó tiết ra hậu môn, vì nó là tiết ra hậu môn, thành ra bản chất của nó là một cái tuyến, tại vì nó có khả năng tiết hậu môn, thành ra nó là một cái tuyến. Chính vì vậy người ta mới gọi yên trước là tuyến yên tuyến, vì lý do bản chất của các tuyến yên trước có khả năng tiết ra hậu môn. Còn cái yên sau này nó là sự dự trữ hậu môn từ các neuron thần kinh ở vùng hạ đồi. À, như vậy mình sẽ thấy là gì? Ở ngoài mạch máu của mình, ở ngoài máu tuần hoàn của mình á, thì mình không tìm được cái hậu môn của vùng hạ đồi, nhưng mà mình thấy được cái hậu môn yên trước từ lý do là sao? Vì lý do là vì hậu môn của vùng hạ đồi nó đi vào trong mạch máu trên này, nó đi xuống theo hai cái dòng sữa chỉnh mạch này, nó đi vào trong tuyến yên trước, và nó sẽ có cái sự kích thích hoặc là ức chế hoạt động của các tế bào tuyến ở ngay tại yên trước. Về cái hoạt động của các tế bào tuyến ở yên trước này, nó mới đi ra hệ thống tuần hoàn của mình, lúc đó mình mới thấy được cái sự tồn tại của hormone môn vùng hạ đồi của tuyến yên trước ở ngoài máu. À, tương tự như vậy mình sẽ thấy cái đường yên sau này nó cũng có cái đoạn yến mạch máu rồi, đoạn yến mạch máu rồi đây. À, và nó sẽ dẫn tới hậu môn ra ngoài, nhưng mà cái đường yên sau này thì mình sẽ thấy là các tế bào của nó không phải là các tế bào có khả năng bài tiết, mà nó chỉ là dự trữ cái vùng từ cái vùng hạ đồi xuống thôi. Thành ra tuyến yên sau thì mình thấy nó luôn là liên quan đến dự trữ hậu môn. À, còn cái tuyến yên trước là nó sự bài tiết hậu môn, vì nó bài tiết thành ra mình gọi nó là tuyến, còn cái thằng này dự trữ hậu môn từ neuron thần kinh, thành ra mình gọi nó là tuyến yên thần kinh. Và bây giờ cái tuyến yên trước của mình thì nói là nó có khả năng bài tiết hậu môn. Vậy những hậu môn nào được bài tiết ra từ yên trước? Thì mình sẽ thấy là mình có tổng cộng là 6 hậu môn được bài tiết ra từ yên trước. À, từ bản mình có nói rồi, cái việc đầu tiên của mọi người khó nhất là làm sao để sẽ học xong cái bài đầu tiết cho mọi người nhớ được cái tên của hậu môn. À, GH là hậu môn phát triển của cơ thể. Hậu môn phát triển cơ thể. Không biết mọi người học ở văn chuyên ngành chưa ha, thì bây giờ mình cứ học về tiếng Việt ha. GH là hậu môn phát triển cơ thể. ACTH nó viết theo cái từ viết tắt là H là hậu môn ha. Adreno tức là vỏ thượng thận nha. Cortisol hoặc cortico này là cái nguồn gốc của cortisol nè. Ở đây mình sẽ thấy là ACTH đó là kích thích vỏ thượng thận để tiết ra cortisol. Cortisol. Sau đó mình thấy là ACTH là hậu môn của vỏ thượng thận. Hậu môn hướng vỏ thượng thận nha, hậu môn vỏ thượng thận. Hướng vỏ thượng thận tức là sao? Tức là hậu môn này khi nó được sinh ra từ tuyến trước, nó sẽ lại chạy đến tế bào đích của nó, và tế bào đích của nó nằm ngay vỏ thượng thận. Do đó người ta gọi là hậu môn này là hậu môn hướng vỏ thượng thận. Cái hậu môn thứ ba là hậu môn TSH. Tiroid tức là tuyến giáp. Stimulate là kích thích. Hormone kích thích tuyến giáp. Do đó mình sẽ thấy là TSH là hormone kích thích tuyến giáp. Tức là sao TSH được sinh ra từ tuyến yên trước, nó sẽ đi đến tuyến giáp và kích thích hoạt động của tuyến giáp. Tương tự như vậy, thằng ACTH là hormone sinh ra từ tuyến yên trước sẽ đi đến vỏ thượng thận và kích thích hoạt động của vỏ thượng thận. Rồi tiếp theo là prolactin. Prolactin đó là hậu môn kích thích tuyến vú tiết sữa. Tại vì mình sẽ có kích thích tuyến vú để co thắt, để phóng nước sữa ra là cái loại hậu môn khác. Còn prolactin là hậu môn kích thích tuyến vú để tạo ra sữa. Rồi tiếp theo là cái cặp này, mình có thể học nó thành một cái cặp. Tại vì nó hay liên kết với nhau lắm. SSH, LH. Hai thằng này là hai hậu môn nó sẽ đi đến tuyến sinh dục. Thành ra người ta còn gọi nó là hậu môn hướng sinh dục. Mình sẽ thấy là tại vì là hậu môn tế sắc là gì? Hướng tuyến giáp nè. Tại vì nó sẽ đi đến tuyến giáp, ACTH thì là gì? Hướng vỏ thượng thận nè. Tại vì nó sẽ đi đến vỏ thượng thận. Để mình thấy là hai ba cái thằng này. Ba cái thằng này tại vì mình gom hai người lại ha. Ở đây mình thấy là hai thằng SSH và LH đó là hậu môn hướng sinh dục. TSH là hậu môn hướng tuyến giáp, ACTH là hậu môn hướng vỏ thượng thận. GH là hậu môn
phát triển của cơ thể, prolactin, nó là hormone kích thích tuyến vú và sữa. Đây, bây giờ mình quay lại, hồi nãy mình có nói là gì? Ở phía trên của vùng hạ đồi mình có một cái mạng lưới mao mạch ở phía trên này. Ở cái vùng khuyên trước mình có một cái mạng lưới mao mạch của này. Như vậy thì những cái hormone, những cái phần mà neuron ở vùng hạ đồi nó sẽ tiết cái hormone vào trong cái mạng lưới mao mạch của vùng hạ đồi. Mạng lưới mao mạch này sẽ dẫn cái hormone của nó đi xuống yên trước. Yên trước mới bị kích thích để tiết cái hormone của yên trước. Hormone của yên trước mới đi vào trong dòng máu. À, như vậy mình sẽ thấy được những cái hormone nào của yên trước đi vào trong dòng máu. Đây nè, TSH, ACTH, SSH, LH, GH, GLactin. À, đó là những cái hormone mình học. Cái nào không học thì quên đi. TSH, ACTH, SSH, LH, GH, GLactin. Đây là những hormone được tiết ra từ tuyến yên trước. Rồi, như vậy cái hormone này đi đến đâu? TSH sẽ đi đến tuyến giáp. ACTH sẽ đi đến vỏ thượng thận. SSH và LH sẽ đi đến tuyến sinh dục. GH thì đi khắp cơ thể của mình, tại nó hợp môn phát triển cơ thể mà. GLactin sẽ đi đến tuyến vú, ha, để cái thức tuyến vú tạo ra sữa. Rồi ha. À, bây giờ mình nhìn đây ha. Đây là tuyến yên trước. Ha, đây là tuyến yên sau. Để yên trước mình tới thì nãy giờ mình cứ nói ACTH tiếp ra tuyến trước. GH chúng ta tự tiếp, BH tự tiếp, SSH, LH tự tiếp, GLactin tự tiếp. Có một bên này, nó đi đến đâu? ACTH đi đến vỏ thượng thận. SSH, BH đi đến tuyến giáp. GH đi khắp cơ thể, đặc biệt nhất là cơ xương. SSH và LH đi đến tuyến sinh dục, ha, tinh hoàn ở nam và buồng trứng ở nữ. GLactin đi đến tuyến vú để có cái tuyến vú tạo sữa. Rồi bây giờ mình đi qua cái tuyến yên sau. Thì cái tuyến yên sau mình sẽ thấy được tuyến yên sau của mình, nó sẽ bao gồm hai hộp môn, một là oxytocin và hai nữa là ADH. Thì hai cái hộp môn này bản chất của nó là được tiết từ cái vùng hạ đồi đưa xuống dự trữ ở yên sau. Oxytocin có tác dụng lên tuyến vú và tử cung. Ở tuyến vú thì oxytocin nó sẽ co thắt cái ống dẫn sữa để giải phóng sữa. Còn ở tử cung thì oxytocin sẽ kích thích sự co thắt của các cơ tử cung. Thành ra khi mà mình thấy là một người mà chuẩn bị chuyển dạ chẳng hạn, thì cái người ta hay được tiêm oxytocin vào trong máu để làm gì? Để kích thích hoạt động của các cơ tử cung, để gây sự phóng co thắt nhiều hơn của các cơ tử cung. À, hoặc là khi mà sinh em bé ra, mình sẽ thấy là được lượng lớn oxytocin cũng được tiết vào trong máu của mẹ. Và mục đích là gì? Co lại cái cơ tử cung của mẹ, tại vì sau khi sinh cái tử cung của người phụ nữ nó sẽ rất là giãn. Hai thời gian nó sẽ co lại. Cái mục đích thứ hai là có sự sản xuất oxytocin thì những cái ống dẫn sữa ở tuyến sữa này nè, nó sẽ được co thắt để giải phóng sữa ra. Về mắt tim thì tạo ra sữa, nhưng mà oxytocin thì giải phóng sữa ra. Rồi còn ADH này thì đi đến thận. ADH là một cái hormone dùng để tái hấp thu nước ở thận. Tức là mình sẽ thấy là nếu trong cơ thể của mình, dịch của cơ thể thì mình thấy là dịch của nó giảm chẳng hạn ha. Mình thấy ví dụ như một trời nóng đó mà mình lại uống hết nước thì chắc chắn là mình sẽ trữ ra rất ít nước trữ. Tại sao lại vậy? Tại vì cơ thể của mình cảm thấy được cái lượng nước trong cơ thể của mình nó đang ít, nó đang vừa đủ để xài. Do đó nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm giảm cái lượng nước trữ đi ra để cho mà mình có giữ lại nước cho cơ thể của mình. Thành ra mình sẽ thấy là gì? Bằng cách nào nó sẽ giữ lại được cái lượng nước từ thận, làm giảm được cái lượng nước trữ, cơ thể mình sẽ sản sinh ra ADH. ADH này nó sẽ có thừa lại nước từ ống thận, dẫn đến là nước trữ của mình nó sẽ giảm hơn so với bình thường. Như vậy mình sẽ có tổng cộng là 8 hộp môn ha, 6 hộp môn của tuyến trước và 2 hộp môn của tuyến sau. À, cái này là cái mọi người cần phải nhớ. Mọi người cũng thấy trong slide giỏi rồi đấy ha, có ADH nè, oxytocin nè. Cái phần ADH mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn thận ha. Hộp môn oxytocin mọi người coi xong slide ha, liên quan đến vú ha, liên quan đến cơ tử cung.
đồ. Bụng hạ đồ thì nãy mình có nói là bụng hạ đồ nó sẽ có chức năng bài tiết ra các hormone để kiểm soát hoạt động của tuyến nguyên chức. Hormone của bụng hạ đồ nó sẽ có khả năng, nó có chức năng là kiểm soát hoạt động của tuyến nguyên chức, và cái vùng này nó sẽ đi qua thông qua cái hệ thống mạch máu mà nãy mình có vẽ đó. Người ta còn gọi nó là hệ cửa. Thế tại sao ở trên cái bụng hạ đồ mình có một cái mao mạch, ở đây mình có việc tĩnh mạch, ở dưới tuyến nguyên mình sẽ có việc hệ thống mao mạch nữa đó. Hồi nay mình thấy là nhiều động mạch chạy vô trong cái hệ thống mao mạch này, đi qua cái cấu trúc của tĩnh mạch cửa, đi đến hệ thống mao mạch thứ hai, rồi từ trong mao mạch này nó mới dẫn máu đi ra cái cấu trúc của tĩnh mạch ha. Động mạch đi vào, tĩnh mạch đi ra. Thì thông thường là mình thấy động mạch đi vào tế mao mạch, thì từ mao mạch là tĩnh mạch nó đã đi ra rồi, đi ra thì nó sẽ chạy vào hệ thống tuần hoàn chung rồi. Tuy nhiên cái thằng này là gì, động mạch rồi tới mao mạch rồi tới tĩnh mạch cửa rồi tới mao mạch rồi tới tĩnh mạch. Thành ra cái chữ này người ta gọi nó là cái hệ gánh. Và mình thấy là cái đoạn gánh của nó nè ha, đó, tĩnh mạch cửa là cái đoạn gánh ở giữa với hai cái tạng ô lưới mao mạch ở hai bên. Thế em sẽ gặp cái chữ này ở hai nơi, một có là em gặp ở cái vùng của hạ đồi tuyến nguyên, hai là em sẽ gặp nó ở cái vùng của ruột và gan. Tức là động mạch đi đến ruột, từ mao mạch ở ruột, mao mạch ở ruột này nó tổng hợp lại thành các tĩnh mạch cửa, sau đó nó sẽ gì, nó sẽ đi đến mạng lưới mao mạch của gan, rồi mao mạch của gan này nó mới đổ máu ra các tĩnh mạch gan để đi vào trong cái hệ thống tuần hoàn chung. Bây giờ mình sẽ học các hormone của bụng hạ đồi. Để cho mình thấy các hormone của bụng hạ đồi. Cái gì vậy? Các bạn hãy nào có ý kiến gì hả? Các bạn nào vừa nói các bạn có ý kiến gì hả? Nè, cái hộp môn của một hạ đời thì mình sẽ thấy là mình sẽ có 7 cái hộp môn TRH, CRH, GH, 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 UH, CNRH, SIH, BIH, BRH. Học như vậy thì rất là khó, mọi người hình dung thế này cho nó dễ nè. Bây giờ mình có hộp môn, bây giờ nãy mình có là hộp môn TSH từ tuyến nguyên nè. Mình có hộp môn gì nữa? ACTH từ tuyến nguyên nè. Có gì nữa? F, SH, LH từ tuyến nguyên trước nè. Có gì nữa? Mình có GH nè. Mình có gì nữa? Mình có prolactin nè. Rồi. Tiếp theo mình sẽ thấy là bạn Nguyễn Thị Ngọc Nữ, bạn muốn cần cho cái slide này để làm gì? Tại sao bạn muốn cần cho cái slide này? Bạn Nguyễn Thị Ngọc Nữ thôi đó. Đây, tế sắc, đây là vùng của tuyến yên ha. Tuyến yên. Đây, đây là yên trước nè. Yên trước, tiếp ra những cái hộp môn này, 6 hộp môn. Như vậy mình nhớ là hộp môn yên trước thì nó sẽ được điều khiển bởi cái vùng hạ đồi ở phía trên. Như vậy, mình sẽ có hộp môn từ vùng hạ đồi để tác động lên cái tuyến yên trước, tiếp ra tuyến sắc, đó là hộp môn TRH. Còn ACTH thì mình sẽ có đây là CRH. SH, LH thì mình sẽ có đây là GN, RH. Cái chữ GN này là nó viết tắt của cái chữ sinh sản đó. Rồi GH thì mình sẽ có hai môn, một là GH, RH, hai là GH, UH. Prolactin này cũng có hai môn là D, RH và D, UH. Mọi người dễ học cái chữ này, mọi người nhìn vô nè. Cái chữ GH, cái G là release, tức là bài tiết ra. Còn H là hormone,
À, do đó mình sẽ thấy là RH ở chỗ này cái chữ nào mà RH chứng tỏ là cái chỗ đó nó kích thích bài tiết. Như vậy thì TRH sẽ kích thích cái trước bài tiết ra TSH. TRH sẽ bài tiết cái kích thích cái trước nước ra ACTH. RNRH sẽ bài tiết in trước nước ra SSH và NH. RH sẽ bài tiết in trước tiết ra RH. DRH sẽ bài tiết tiên trước tiết ra prolactin. Còn cái chữ UH chứng tỏ là ức chế, chữ U là ức chế. Ở đây mình thấy là RH, mình thấy chữ RH này giống nhau nè. À, nó liên quan đến RH nè. RH là RH có thể gì? Kích thích để tạo ra hormone RH, hormone phân tử. Còn cái thằng này là gì? UH tức ức chế tạo ra hormone RH. Nếu để như vậy, prolactin như vậy, mình sẽ thấy là D là UH, cái tệ ức chế tạo ra prolactin. À, thật ra mọi người vẽ lại, viết lại cái bản này để cho mình dễ học. À, các học môn từ nguồn hệ rồi, kích thích cái gì trước như thế nào. Mình có cái hình này nữa. Rồi, bây giờ sau khi mọi người đã đơn giản là cái bản hồi nãy phía bên kia, thì bây giờ quay lại cái hình này, mọi người sẽ thấy nó rất là đơn giản ở chỗ nè. Đây là mình sẽ có gì? Prolactin nè, TSH nè, ACTH nè, RH nè, FSH và NH nè. Đây là những cái tế bào của tuyến yên tiết nè. À, vậy thì bây giờ mình sẽ có tên trên đường hạ đề là cái màu tím này nè. Thì mình sẽ có là gì? DRH kích thích tuyến yên tiết để kích thích là có dấu viên nè. À, DRH kích thích tuyến yên tiết với prolactin. RH kích thích tiên chế chứa là tẩy sắc. CRH kích thích tiên chế chứa là CTH. RH kích thích tiên chế chứa là RH. Tiên này RH kích thích tiên chế chứa là tẩy sắc là RH. À, tổ chế thì mình có gì? DH. A ức chế để tạo ra thêm được phát tiên. RH ức chế để tạo RH. Rồi bây giờ khi tiến lên trước mà đi ra tiếp ra được cái hộp môn này rồi thì mình cũng đã từ biết là về bắt tiên sẽ đến đâu, tiến dưới kế sắc sẽ đến đâu, đến tiến giác ACTH sẽ đến đâu, vỏ thượng thận GH sẽ đến đâu, đến các tế bào trong cơ thể của mình, các tác sắc là nó sẽ đến đâu, đến tuyến sinh dục. À, để bây giờ mình tiếp nè, tiến giác sẽ tiếp ra cái gì? Khi mà tế sắc khi đến tiến giác để kích thích tiến giác thì tuyến giáp sẽ tiết ra hộp môn giáp thyroxin, đó là T3 đến T4. À, tế sắc khi đến tuyến giáp kích thích tuyến giáp thì tuyến giáp sẽ tiết ra hộp môn thyroxin, đó là T3 T4. ACTH khi đến vỏ thượng thận thì nó sẽ kích thích vỏ thượng thận tiết ra hộp môn cortisol. À, rồi RH thì nó đi đến khắp cái tế bào trong cơ thể của mình nè. FSH là LH thì nó đi đến tuyến sinh dục, mà tất nhiên là nam và nữ khác nhau rồi. Đối với tuyến, nếu mà nó đi đến nam thì nó sẽ tiết ra testosterone. À, còn nếu mà nó đến nữ thì nó sẽ tiết ra estrogen và progesterone. Ha. Đây. Tóm lại mọi người phải làm sao nhớ được cái bảng này, nhớ được cái bảng này. À. Rồi bây giờ mình đi qua cái thứ hai nữa. Sau khi mọi người đã học vùng hạ đồi, bao gồm các học môn từ vùng hạ đồi, mình đã học tuyến yên, đặc biệt rất là tuyến yên trước, mình đã học tuyến nội tiết. Thì cái hình này mọi sẽ cho mọi người thấy được tuyến nội tiết. Người ta lấy ví dụ ở đây là tuyến giáp, lấy ví dụ thôi ha, là tuyến giáp. Vậy mình sẽ có được một cái trục, người ta gọi đó là trục hạ đồi, tuyến yên và tuyến giáp. Vậy theo cái trục này thì mọi người có được trục hạ đồi là gì? TRH sẽ kích thích tuyến yên tiết ra TSH. TSH sẽ kích thích tuyến giáp tiết ra T3 và T4. Và mình có một cái cơ chế điều hòa ngược, tức là sao? Tức là khi mà các tuyến nội tiết của mình tiết ra hộp môn rồi thì để làm sao hộp môn của tuyến nội tiết luôn luôn nằm ở một giới hạn nhất định, tức là không tăng quá cao, không giảm quá thấp. Như vậy thì cơ thể của mình luôn luôn có một cái cơ chế điều hòa để làm sao cho cái hormone của mình nó luôn luôn nằm ở một cái giới hạn nhất định của nó thôi.
Như vậy thì tôi sẽ thấy là khi mà mình tạo ra T3, T4 ở đây, thì nếu như mà cái lượng T3, T4 này có xu hướng tăng lên, ví dụ mình nói đây là cái giới hạn dưới của nó ha, đây là cái giới hạn trên của nó, và mình thấy T3, T4 này nó lên dần 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 cái giới hạn trên này, thì mình sẽ thấy lúc mà nó tăng lên thì nó sẽ có một cái cơ chế điều hòa ngược lên tuyến yên và vùng hạ đồ, nó sẽ làm cho pH nước này giảm xuống và pH giảm xuống. Như vậy thì khi mà T3, T4 tăng thì em sẽ thấy pH và pH có xu hướng giảm xuống. Như vậy giảm xuống thì làm gì? Tại vì pH là cái hormone sẽ kích thích vào tuyến giáp để tạo ra T3, T4. Và bây giờ T3, T4 tăng rồi thì mình cần yếu tố kích thích để tăng nó nữa không? Không cần. Do đó em sẽ thấy lúc này các hormone pH đây là sẽ giảm xuống. Giảm xuống để giảm yếu tố kích thích lên tuyến giáp của T. Thì lúc này thì T3, T4 T sẽ bắt đầu giảm trở lại. Rồi đây là trường hợp thứ hai, là tôi có thấy T3, T4 tên đang giảm. Vậy thì theo cơ chế điều hòa ngược lên thì tôi sẽ thấy pH lúc này của mình sẽ tăng lên và pH lúc này của mình sẽ tăng lên. Như vậy thì tôi sẽ thấy là gì? Khi pH tăng thì nó sẽ kích thích nhiều hơn về tuyến giáp, làm cho cái hộp môn ở dưới này, hộp môn tuyến giáp nó sẽ bắt đầu gì? Thay vì nó giảm, nó sẽ bắt đầu tăng lên từ từ. Tức là vì mình đang điều hòa cái hộp môn đó. Vậy tại sao người ta gọi nó là cơ chế điều hòa ngược? Tại vì nó điều hòa từ cái tuyến nội tiết điều hòa ngược lên những cái tuyến của trên của nó. Thay vì hộp môn của đường hạ đồ sẽ điều hòa qua cái tuyến yên trước, hộp môn yên trước sẽ điều hòa qua tuyến giáp. Thì bây giờ chính là trong tuyến giáp nó lại điều hòa ngược lên đường hạ đồ và tuyến yên trước, thành ra người ta gọi đây là cơ chế điều hòa ngược. Tại sao người ta gọi nó là tính? Thế là nhìn thấy chỗ này nè, nếu cái thằng này tăng thì cái thằng này giảm. Cái thằng này giảm thì gì? Cái thằng này sẽ tăng lên. Thành ra nó ngược chiều nhau, chính vì vậy mình gọi nó là âm tính. Đây là cơ chế điều hòa âm tính. Thế là sẽ gặp cơ chế điều hòa dương tính nè, nhưng mà rất là hiếm. Hay cơ chế điều hòa dương tính thì thằng này tăng thì cái thằng này sẽ tăng, đó là cái kiểu của dương tính. Cái kiểu này mình sẽ nói sao? Bây giờ các em sẽ gặp nhất, nhiều nhất ở trong tất cả cái hệ thống nội tiết của mình, đó là cái cơ chế điều hòa được âm tính. Và bây giờ mình lấy ví dụ lại một cái. Bây giờ nếu mà đây không phải là tuyến giáp mà một cái tuyến khác thì sao? Ví dụ mình nói đây là tuyến hay là vỏ thượng thận đi. Ví dụ như đây là vỏ thượng thận. Như vậy vỏ thượng thận thì tiết ra cái gì? Vỏ tuyến. Nếu mà đây là vỏ thượng thận thì cái trục này nó sẽ là như thế nào? Cái vỏ thượng thận được trục là như thế nào? Ở trên đây là gì? CRH. Tuyến yên trước thì là gì? ACTH. Vỏ thượng thận thì là gì? Là cọc piezo. Để cái cơ chế điều hòa ngược thì sao? Nếu như là cọc piezo này tăng quá thì nó sẽ điều hòa ngược lên, tuyến nhiên điều hòa ngược lên từ hạ đồi, nó sẽ làm ra ACTH giảm và CTH giảm. Còn nếu như mà cọc piezo này nó giảm thì nó sẽ điều hòa ngược lên này, lên này, nó làm cho ACTH tăng và CTH tăng. Thì mình sẽ có thêm một cái trục nữa, đó là trục hạ đồi tuyến yên trước của thượng thận. Mình còn một trục nào nữa? Mình còn một trục đó là ví dụ như đây không phải tuyến mà mình nói là tuyến sinh dục đi ha. Tuyến sinh dục đi, ví dụ như là của nam đi ha. Thì mình thấy đây là đường hạ đồi của tuyến, nếu là nó thì nó lại tuyến nhưng là LH. Đây là tuyến yên trước thì mình thấy là gì? FSH, LH. Chỗ này là gì? Là testosterone. Vậy mình thấy là gì? Đó là cái trục sẽ như thế này. Như vậy thì lúc này cơ chế điều hòa ngược, testosterone mà tăng thì cái thằng này giảm, testosterone mà giảm thì cái thằng này tăng. Đó là cái cơ chế điều hòa ngược nha. Như vậy thì các em nhớ nha, cơ chế điều hòa ngược liên quan đến trục hạ đồi tuyến yên tuyến nội tiết. Rồi đó là sự bài tiết của tuyến yên, sự bài tiết của vùng hạ đồi và cơ chế điều hòa ngược của tuyến nội tiết đối với tuyến yên và vùng hạ đồi. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu chức năng của một số cái. Nếu hồi nãy mình có là gì? Tuyến yên tiết ra tế sắc, thì chức năng của tế sắc là đi với tuyến giáp, kích thích tuyến giáp tiết ra T3 và T4. Cái bảng hồi nãy mình kêu mọi người học kỹ đó,
Vậy vậy gì nữa, nếu mà cứ tiếp tiếp ra sẽ có hát ra sẽ có hát đến bộ tường thợ để bộ tường thợ tiếp ra cột kim son cứ liên tiếp tiếp ra ép hát lại là hát thì hai cái thằng này sẽ đi đến tuyến sinh dục để tuyến sinh dục kết thúc hoạt động của tuyến sinh dục. Nếu mà tiếp ra thì về lắc đêm thì để đến tuyến vú để tiếp ra sữa, như vậy còn cái cuối cùng chưa nói nhiều chức năng hát đó là hậu môn mình hát. Như vậy hậu môn giờ hát có chức năng gì? Thì sẽ thấy là hộp môn LH người ta còn gọi là hộp môn phát triển cơ thể. Phát triển cơ thể. Như vậy cái đặc điểm của thằng này là làm sao cho cơ thể lớn lên, kích thích sự tăng trưởng của cơ thể. Đây kích thích sự tăng trưởng của cơ thể, thành ra các em sẽ thấy được là nó sẽ liên quan đến hoạt động chuyển hóa các chất bên trong cơ thể của mình, bao gồm chuyển hóa về tim, chuyển hóa lipid và chuyển hóa glucose. Để lấy nhiều chuyển hóa protein nó sẽ làm tăng tổng hợp protein cho cơ thể. Mình có hình dung là khi mà về hấp kích thích sự phát triển của cơ thể nó sẽ làm cho cơ thể lớn lên. Ví dụ như mọi người thấy là trẻ em nó phải lớn dần cao dần cao dần, tức là có sự kích thích của người hấp kích lên sự phát triển của xương, sự phát triển của cơ và sự phát triển của da. Mọi người thấy là nó phải có sự tương quan đồng đều giữa xương, cơ và da. Nếu mà da mình không có chuyển được cái hàng kia mình sẽ bị đứt da. Ví dụ như tự nhiên có một buổi nào đó mình mọc quá, mình mọc nhanh quá, da mình không phát triển được lấy sự phát triển của mỡ thì mình thấy mình bị đứt da ra. Thật ra mình thấy là gì về hấp nó sẽ kích thích sự phát triển đồng loạt của xương, cơ và da. Thì cái sự phát triển đó nó liên quan với sự tổng hợp protein, tăng tổng hợp protein cho cơ thể. Cái thứ hai nữa là đối với chuyển hóa lipid thì mình sẽ thấy là nó tăng sử dụng axit béo để tạo ra năng lượng. Thì theo như mình thấy là bình thường mình sẽ sử dụng glucose để tạo năng lượng, nhưng mà đối với quá trình phát triển của các trẻ thì nó thường là sử dụng axit béo để tạo ra năng lượng. Mà bình thường á, người lớn thì axit béo nó sẽ dự trữ trong các mô mỡ. Thật ra khi mà người mà đang trong cái tuổi dậy thì là sử dụng nhiều axit béo, thành ra họ rất là khó bị béo phì. Đôi khi cũng là mình, nhưng mà nếu như sau này mình thấy mình giảm sự kích thích của hormone LH thì mình sẽ thấy là mình sẽ dễ dễ tự nhiên thì mình sử dụng axit béo hơn, mình sử dụng từ đường glucose. Còn cái chỗ này mình thấy được nó tăng lưu trữ glucose dưới dạng glucose, tăng lưu trữ glucose dưới dạng glucose. Thành ra mình sẽ thấy là vì tại sao mà mình có mình luôn luôn cảm thấy rất dồi dào năng lượng, tại vì luôn luôn có những cái nguồn năng lượng dự trữ ra. Glucose này nó có nằm ở hai chỗ nè, nó nằm ở gan nè, nó nằm ở cơ nè. Thành ra mình thấy là mình có cái năng lượng dự trữ cho ở tại một cơ ha, để cho cái hoạt động của cơ. Rồi mình sẽ nói gì nữa, hộp con nơi gốc của mình kích thích sự phát triển của sụn và xương. Thành ra mình sẽ nói được gì trong cái thời gian này nó sẽ dài xương ra, tức là tăng cả kích thước của màn xương, tức là dày dặn xương, và tăng cả kích thước của đầu xương, tức là gì nó sẽ phát triển cái sự phát triển ngay giữa sụn gối để dài xương. Mình như thế này nè, mình có một cái đĩa sụn nằm ở ngay hai đầu xương. Còn đây là màng xương của mình nè, đây là màng xương nè. Như vậy thì nếu như mà mình tăng trưởng màng xương thì mình thấy xương của mình nó sẽ dày hơn. Người ta gọi, người ta hay nói là xương nặng hơn bình thường vậy đó, nó sẽ dày hơn. Còn hai cái đầu xương này á thì nó là liên quan đến sự phát triển được chiều dài. Nhưng mà bình thường ở trẻ thì hai đầu xương này nó là mô sụn. Và khi mô sụn nó sẽ sinh ra, nó bắt đầu cốt hóa thành xương, thành ra xương nó bắt đầu dài ra. Như là khi đến tuổi dậy thì chính cái hộp môn sinh dục nó sẽ làm cốt hóa đi hai cái đĩa sụn nói này. Vì nó cốt hóa hai cái đĩa sụn nói này, thành ra là mình không sản sinh thêm mô sụn ở đây để tăng trưởng chiều dài của xương nữa. Chứ như vậy mình ngừng qua lại. Thành ra mình thấy là vì khi mà mình bắt đầu đến tuổi dậy thì bắt đầu cái sự tăng trưởng chiều dài của mình nó sẽ chậm hơn so với trước đó. Đây là bệnh suy tuyến hương do u chèn ép. Nếu mọi người đừng vô ha, đây là cái hình ảnh hình mình để mất kia đây, có một bạn nhỏ nhỏ như thế này nha. Đây là nãy nuôi tuyến hương do chèn ép, mình thấy là vì thiếu một bên tăng trưởng ngay giờ hấp thì đang mình không tăng trưởng từ mặt chiều cao giống như các bạn nằm trong lứa ha. Còn đây là một bên u tuyến hương ha, đây là hình mình tự bệnh khổng lồ tăng trưởng quá mức so với cơ thể người bình thường. Bây giờ mình đi qua cái tuyến thứ hai, đây là tuyến dưới.
thì cấu trúc của tuyến giáp, vị trí của tuyến giáp nó sẽ nằm ở dưới thanh quản, nằm ở trước khí quản. Và hộp môn giáp là hộp môn T3 và T4. Mình sẽ thấy ở trong tuyến giáp mình đó, nó có chứa rất nhiều những cái chất dự trữ ở bên trong tuyến giáp hay là bên trong mang tuyến. Người ta gọi nó là chất fibroglobulin. Fibroglobulin có chứa cái hộp môn tuyến giáp trong phân tử. Và nó khi mà nó kết hợp tuyến giáp thì nó sẽ tạo ra những cái hộp môn giáp và nó sẽ được bài tiết vào bên trong máu. Đây là hình ảnh của tuyến giáp ha. Tuyến giáp của mình ha. Nếu mà vị trí của tuyến giáp mình sẽ thấy nó nằm ngay phía trước của thanh quản nè, hay mình gọi là sụn giáp á, ha, cái cấu trúc là sụn giáp nè, dưới đây là sụn quản nè, dưới đây là sụn khí quản nè, đó. Đây là bản chất tuyến giáp, đây là cái cấu trúc tuyến định ngay. Mình lưu ý một chuyện là đối với các tuyến nội tiết á, nó sẽ có thể có hai kiểu, bình thường nó hay gặp hai kiểu, kiểu thứ nhất của nó là dẫn lưới, và kiểu thứ hai của nó là dẫn ngang. Dẫn lưới tức là sao? Dẫn lưới tức là có sự đan xen giữa các tế bào nội tiết với mạch máu. Mình lấy ví dụ là các tế bào nội tiết thì lúc này mạch máu của nó sẽ đan xen các tế bào này, đan xen với các tế bào nội tiết, tưởng kiểu này là dẫn lưới nè. Còn cái kiểu của thành tuyến giáp, đây là kiểu dẫn ngang nè, thành thấy các tế bào nội tiết của nó không? Đây là các tế bào nội tiết nè, nó sẽ tạo thành một cái cấu trúc ngang tuyến. Ở đây mình thấy kiểu dẫn ngang đó là các tế bào nội tiết nằm ở bên trong rồi nè, ở bên ngoài của nó sẽ là mạch máu. Đây là ví dụ nè, đây là các tế bào nội tiết ha, tế bào nội tiết nè, nó sẽ làm tạo thành một cấu trúc đen, ở bên ngoài nó sẽ là cái cấu trúc mạch máu, ở bên trong này là dịch đen. Đây mình có T4, T3, hộp môn giáp thì mình nói là mình có hộp môn giáp T3, T4, vậy ba bốn các nhau cả. Mọi người có thấy cái tyrosin của mình á, nếu như mà nó kết hợp với bao giáp thì nó sẽ tạo ra T3. Nếu là tyrosin kết hợp với 4 giáp thì nó sẽ tạo ra T4. Cái đó mình sẽ thấy tyrosin kết hợp bao giáp tạo T3, 4 giáp tạo ra T4 rất là đơn giản. Và cái quá trình tổng hợp của hộp môn giáp thì mình sẽ thấy nó tổng hợp theo các bước nè. Đầu tiên nhất là nó sẽ tạo ra cái fibroglobulin và dự trữ cái fibroglobulin đó bên trong dịch của nang. Rồi cái fibroglobulin đó nó mới kết hợp với giáp. Bản thân cái fibroglobulin này nó có chứa những cái thành phần giáp ở trong đó này. Khi nó kết hợp với giáp nó sẽ tạo thành các beta và T4 như thế này. Có lan như một cái phức hợp rất là chủ nhiều beta T4 này đi lại cái bàn giáp. Thì lúc này tại cái bàn giáp nó sẽ có những cái enzyme để cắt cái beta T4 này ra. Và khi cắt beta T4 này ra, cắt xong rồi nó sẽ giải phóng cái beta T4 này ra một kẻ ác và đi ra mạch máu. Như vậy mình sẽ giải phóng được cái beta T4 ra ngoài máu. Đây là cái quá trình sinh tổng hợp của hộp môn giáp. Rồi khi mà beta T4 ra ngoài máu nè, thì đặc điểm của beta T4 đó nó khác ra như thế nào? Mình sẽ thấy là beta nó chiếm từ khoảng 10% cái lượng hộp môn giáp sẽ sinh ra ha. T4 lại chiếm tới 90% cái hộp môn giáp được tiết ra. T3 thì em thấy là có 10% hộp môn giáp được tiết ra và T4 có 90% hộp môn giáp được tiết ra. Rồi thì mình sẽ thấy là T3 nó có một đặc điểm đó là tác dụng mạnh. T4 thì tác dụng yếu. T3 tác dụng mạnh hơn T4 rất là nhiều. T4 yếu hơn T3 rất là nhiều. Và thời gian tác dụng của T3 ngắn, còn thời gian tác dụng của T4 dài. Vì lý do T3 tác dụng với thời gian ngắn và tác dụng rất mạnh, thành ra T3 là dạng tác dụng chính ở mô đích. Còn T4 nó là một cái hộp môn có tác dụng kéo dài và yếu hơn so với T3. Thành ra T4 giống như là cái dạng dự trữ ở trên trong máu vậy đó. Tại vì khi mà đến mô đích thì nó sẽ thử thử lót để thành T3, để nó chuyển thành T3. Thành ra mấy em nhớ ha, T3 nó chiếm một cái số lượng ít nhưng mà tác dụng của nó mạnh. Thành ra nó là cái tác dụng chính ở tại mô đích. Còn cái thằng T4 thì nó là yếu hơn. Thành ra nó sẽ nói bây giờ nó sẽ thử khi đến mô đích thì nó sẽ thử lót để nó thành T3 để tác dụng mạnh hơn. Bây giờ cái điều quan trọng nè, tuyến giáp tiếp ra T3, T4
đừng nhớ tên là cái chuyện nha. TRH là một hải đoàn kích thích tiếng Việt, kích thích in chiếu, kích thích tế sắc. Tế sắc lại kích thích tiếng Việt, kích thích từ 3 và từ 4. Rồi như vậy thì cái tác dụng của từ 3 và từ 4 là cái gì? Mình sẽ thấy là đối với từ 3 từ 4 nó sẽ tác động tăng hoạt động sinh mã của gen để tạo ra một cái lượng lớn enzyme được đầu tiên cho tế bào, hay là mình nói rất là đơn giản đó là tăng hoạt động chuyển hóa cho tế bào. Và khi hoạt động chuyển hóa cho tế bào tăng thì tăng chức năng của toàn cơ thể. Để mình nhớ là tế bào là một cái đơn vị cấu tạo căn bản của cơ thể mình. Thành ra khi mà hoạt động chuyển hóa cho tế bào tăng lên thì cái chức năng của cơ thể nó sẽ tăng lên. Như vậy thì mình thấy là gì? Khi mà nó tăng, khi mà cái hộp môn giác kích thích lên các tế bào tại cơ thể, nó sẽ làm cho tế bào tăng hoạt động. Và vì tế bào tăng hoạt động, thành ra nó sẽ có những cái thay đổi ở bên tại bên tế bào như thế này. Để mình nhìn dùng đây ha. Khi mà tế bào tế 4 tác động lên tế bào thì nó sẽ làm thay đổi hoạt động của tế bào. Thay đổi hoạt động tế bào, tức là tăng hoạt động của tế bào. Như vậy thì mình nhìn ở đây ha. Khi mà hoạt động tế bào tăng thì chắc chắn hoạt động của cơ thể sẽ thay đổi thêm. Như vậy mình nhìn hoạt động của cơ thể thay đổi như thế nào khi mà hoạt động của tế bào tăng. Thứ nhất, khi mà hoạt động tế bào tăng thì chắc chắn rằng nhu cầu oxy cho tế bào sẽ tăng. Và nhu cầu oxy cho tế bào tăng thì mình sẽ thấy là vì lúc này hệ tuần hoàn của mình sẽ tăng cung cấp oxy bằng cách là gì? Tăng cung lượng tim. Hồi bữa mình học rồi đó. Mình muốn mang nhiều oxy đến cho tế bào thì mình sẽ tăng cung lượng tim. Mà tăng cung lượng tim thì mình làm gì? Cách tăng cung lượng tim, mình sẽ tăng nhịp tim, mình sẽ tăng sức co bóp của trái tim. Do đó mình sẽ thấy là hoạt động của hệ tuần hoàn tăng, nó sẽ tăng cái lưu lượng tim. Rồi bây giờ tuần hoàn tăng rồi và mình đưa nhiều máu đến các mô rồi, thì muốn cho cái chất lượng máu đó tốt nhất thì mình phải tăng cái hoạt động của hệ hô hấp nữa, để mình tăng lấy khí oxy từ bên ngoài và tăng thải khí CO2 ra. Như vậy mình thấy đồng thời tăng hoạt động của hệ tim mạch, đó là sự tăng thông khí, tức là tăng lấy khí oxy từ khí chạy vào. Như vậy khí oxy khí chạy vào nhiều hơn thì nó sẽ gì? Nó sẽ gắn kết với hemoglobin trong máu nhiều hơn, và theo cái dòng chảy nhiều hơn của hệ tuần hoàn thì sẽ đưa được nhiều oxy đến hơn các hormone. Đó là cái thứ nhất. Khi mà nhu cầu của khi mà tế bào tăng hoạt động, tức là nhu cầu oxy tăng. Và thứ hai, khi tế bào tăng hoạt động, tức là nhu cầu về các chất dinh dưỡng đến nó sẽ tăng lên. Như vậy bây giờ em nghĩ xem, một tế bào cần nhiều chất dinh dưỡng thì lúc này mình cần gì? Mình cần phải ăn uống nhiều hơn nè, food intake nè. Mình sẽ cần ăn uống nhiều hơn, mình cần gì nữa? Mình cần những cái nguồn năng lượng được giải phóng vào trong máu nhiều hơn. Như vậy nguồn năng lượng bình thường mình dự trữ ở đâu? Thứ nhất là nguồn năng lượng dự trữ ở trong các tế bào gan nè, mình sẽ lấy nguồn năng lượng đó ra để mình xài. Và thứ hai, mình sử dụng nguồn năng lượng dự trữ cho cái dương mỡ nè, mình sẽ lấy nguồn năng lượng ra xài. Hoặc là cái mà sau cùng nhất đó là mình sử dụng nguồn năng lượng từ các bộ phim. Như vậy thì mình thấy là gì? Mình cần phải tăng sử dụng các cái dinh dưỡng để tăng hoạt động cho các tế bào. Và bây giờ tế bào tăng hoạt động rồi, tế bào tăng hoạt động, tức là tế bào từ nhiều oxy và nhiều chất dinh dưỡng là cung cấp cho nó rồi. Để cung cấp cho nó thì em thấy là nếu cung cấp cho nó thì để tăng được hoạt động của hệ hấp, tăng hoạt động của hệ tuần hoàn, tăng thức ăn ăn và tức là tăng hoạt động của hệ tiêu hóa, tăng những cái chất dự trữ cho cơ thể để đưa vào trong máu để cho các tế bào hoạt động. Rồi khi tế bào mà tăng chuyển hóa, khi tế bào tăng chuyển hóa thì chính cái tế bào đó sẽ làm việc, nó sẽ thải ra, thải cái gì ra? Thải khí CO2 ra. Và nếu mà khí CO2 tăng trong máu thì nó sẽ kích thích hoạt động của hệ hấp để tăng thải khí CO2 ra ở nguyên tử phổi. Do đó hoạt động gì? Tăng không khí. Rồi tăng hoạt động gì? Thải tăng ưu ra. Tăng ưu thì mình cần phải tăng gì? Tăng chức năng của thận ra để tăng thải ưu. Rồi mình thấy là gì? Thì lý do là xài cái lượng protein dự trữ thì nó sẽ là giảm khối lượng cơ xíu. Rồi mình xài cái mô mỡ dự trữ từ ca cho bé thì nó gì? Giảm cho bé từ cái mô mỡ thì nó thấy là khối lượng mô mỡ giảm. Mình dùng ha. Khi mà tế bào tăng chuyển hóa, tăng khí CO2 thì sẽ tăng hô hấp, tăng hô hấp, tăng chuyển hóa, tăng thải ure thì sẽ tăng hoạt động của hệ tiết niệu. Rồi ta sử dụng năng lượng ở bên đây thì mình thấy là những khối lượng cơ giảm và khối lượng mô mỡ giảm. Và bây giờ tăng chuyển hóa của tế bào thì nó sẽ làm cái gì nữa? Nó sẽ là tăng thải nhiệt.
à, tức là thân nhiệt nó sẽ tăng lên. Tại vì nữa mình sẽ thấy là gì, nó sẽ tăng cái đổ mồ hôi ha, đổ mồ hôi nhiều quá thì gì mất nước à. Từ đó mình thấy là gì, khi hoạt động của một cái tế bào tuyến, khi mà hoạt động tuyến giáp nó được sản sinh ra thì nó sẽ thúc đẩy hoạt động của tế bào à. Và những cái hoạt động của tế bào nó sẽ gây ra sự thay đổi hoạt động của toàn cơ thể. Thực ra để mình có sự thay đổi của hoạt động của toàn cơ thể thì phải khi mà có sự thay đổi hoạt động của tế bào à. Như vậy mình thấy đây là cái sự thay đổi hoạt động của tế bào nè à, như vậy dẫn đến là gì, đây là cái sự thay đổi hoạt động của cơ thể mình khi mà tế bào tăng cái sự hoạt động của nó. Do đó mình thấy là những cái bệnh nhân cường giáp, cường giáp, bệnh nhân cường giáp thì chắc chắn xem mình thấy bệnh, mình đã bao giờ thấy bệnh nhân cường giáp như vậy. Bệnh nhân cường giáp sẽ có cái biểu hiện gì? Cường giáp tức là sao? Cường giáp tức là lúc này cái lượng tế bào tương ứng của bệnh nhân nó cao hơn mức bình thường, cao hơn cả cái giới hạn của nó nữa, cao hơn mức thường. Như vậy cao hơn mức thường chắc chắn rằng những cái hoạt động của cơ thể lúc này là nó sẽ tăng hơn rất là nhiều. Lấy ví dụ như là thân nhiệt lúc người đó vẫn còn cao. À, và mình sẽ thấy như vậy thì người này sẽ có như vậy khối lượng cơ của họ sẽ giảm, khối lượng mô mỡ của họ giảm à, hoặc là mình thấy là vì người này có cái nhịp tim rất là cao, huyết áp tăng tim rất là cao à, thậm chí là vì mà sử dụng họ có những cái sự kích thích mạnh mẽ hơn lên cái hệ thống thần kinh dẫn đến là có cảm giác nào cũng cực độ có rất khó chịu à. Do đó mình sẽ thấy là đó là sự tăng thái giá của hộp môn giác dẫn đến cường giác, đó là một cái nguyên lý này. Nhưng mà còn sinh lý của mình đó, thì khi mà tôi lo tôi biết tăng thì nó sẽ có cơ chế điều hòa từ đường Hà Nội và từ cái tuyến tiết để nó giảm cái đường tuyến tiết để cho đường có thúc đẩy cái sự tăng trưởng của cơ thể quá mức ha. Và cái cơ chế điều hòa quan giác thì bây giờ lắng nhiều rồi ha, từ cơ độ H cho đến cơ H của tôi là tôi đến sinh lý của tuyến thượng thận. Thì tuyến thượng thận là cái tuyến nằm ở trên trên của cái cái thận, nên người ta gọi là thượng thượng là phía trên của cái thận ha, thượng thận. Và cái chuyện cái thượng thận này nó làm cách cho là hai phần vỏ và tử. Mọi người thấy cái màu vàng này là vỏ này, cái đậm hơn bên trong này là tử. Và vỏ và tử ha. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu có cái thượng vỏ thượng thận trước. Vỏ thượng thận về mặt cấu tạo nó sẽ gồm ba lớp cầu, bó và lý. Ba lớp này nó sẽ tiết ra ba loại hormone khác nhau. Lớp cầu tiết ra aldosterone, lớp bó tiết ra cortisol và lớp lý tiết ra androgen. À, cầu tiết ra aldosterone, bó tiết ra cortisol và lý tiết ra androgen. Thì cái lớp mà tiết ra nhiều nhất là cái phần bó. Cái lượng mà ở cơ thể đó thì cái lớp bó này là lớp dày nhất và nó tiết ra nhiều hormone nhất, đó là hormone cortisol. Ở bên trên mình ở đây ha, cái phần này á, ở bên trên này là cái phần vỏ nè à, nó giờ có ba lớp nè, lớp trên là lớp cầu nè, lớp bó nè, lớp lý nè. Lớp lý là dưới đây, lớp cầu là trên này, lớp bó là bên trên này. Thành ra mình thấy lớp bó nó dày hơn những cái chỗ khác ha. Còn cái phần ở dưới này đó là phần tử thượng thận à, vỏ thượng thận. Thì mình thấy á, androgen thì đó là cái hộp môn liên quan đến sinh sản, mình bỏ không, mình bỏ qua đi. Mình coi hai cái hormone còn lại đó là hormone aldosterone và hormone cortisol. À, hormone aldosterone và hormone cortisol, như vậy chức năng của aldosterone và cortisol là gì? Đầu tiên nhất mình sẽ tìm hiểu chức năng của aldosterone. Aldosterone nó có một cái vai trò gọi là vai trò tái hấp thu natri. À, bài tiết kali. À, bài tiết kali. Phải lắm. Bây giờ mình cứ hình dung thế này nè, ví dụ đây là mạch máu của mình ha, à, đây là mạch máu ha, đây, đây là ống thận của mình ha, à, đây là ống thận. Như vậy thì khi mà mình có sự hiện diện của hormone aldosterone thì nó sẽ giúp tái hấp thu natri, tức là mang natri đi vào bên trong máu, tái hấp thu natri lại và tăng bài tiết kali đi vào bên trong nên ống thận, tăng bài tiết kali. Và vì cái hormone này nó tái hấp thu natri và natri lại có tính thẩm thấu với nước, tức là quá trình di chuyển của natri kéo theo di chuyển của nước. Thành ra mình thấy là việc nước sẽ di chuyển vào trong máu. Hai cái đó mình mới gọi đó là tái hấp thu nước. À,
ta chưa đi vào thì sẽ thiếu nước dự phòng. Chính vì vậy mà mình sẽ thấy là lúc đó thì cái lượng nước trữ của mình nó sẽ giảm xuống, tại vì mình đã tái hấp thu nước vào rồi, thành ra cái lượng nước trữ của mình sẽ giảm. Như vậy thì những trường hợp nào nó sẽ làm cho cái hormone aldosterone được bài tiết ra? Thì mình thấy là ví dụ như hormone aldosterone được bài tiết ra khi nào? Khi mà cái lượng natri trong máu của mình thấp nè. Natri trong máu thấp thì mình tự nhiên cần kéo natri từ ở bên trong thận, tức là tái hấp thu natri thêm. Hoặc là mình thấy là gì, khi mà cái nồng độ kali ở trong máu mà nó cao thì nó sẽ tăng sự bài tiết kali đi ra ống thận để tăng thải kali đi ra ha. Do đó mình sẽ thấy là nếu trong những trường hợp mà nó sẽ làm cho cái hormone aldosterone được tiết ra hoặc là mình sẽ thấy là hormone aldosterone được tiết ra khi mà mình thấy là cơ thể của mình hay là máu của mình nó giảm cái lượng nước, thì lúc này nó sẽ tiết ra để nó tăng bài tiết nước ha. Đây là cái cơ chế của nó, thì cái hình ảnh cơ chế này mọi người không quên về các kênh ion thì mọi người thấy nó hơi phức tạp. Mọi người chỉ quay lại cái hình này cho nó dễ một chút ha. Tức là khi mà nồng độ natri trong máu giảm, hoặc là khi mà cái thể tích máu nó giảm thì mình sẽ kéo hơi nước để kéo natri kéo nước về làm được máu. Hoặc là khi cái nồng độ kali trong máu là nó cao á thì mình sẽ thải kali qua ống thận. Như vậy thì có phải rằng có sự xuất hiện của hormone aldosterone thì cái lượng nước tiểu sẽ giảm, tức là mình có phun nước lại. Như vậy mọi người nghe nó giống giống cái gì không? Nó giống giống với cái hormone của ADH. Nãy mình có nói hormone ADH là hormone của gì? Của tuyến nguyên sau. À, tuyến nguyên sau. ADH tuyến sau nó gồm có hormone ADH và oxytocin. Do đó ADH là hormone tuyến nguyên sau. Như vậy khi nào thì có sự xuất hiện ra ADH? Khi mà mình cần có phun nước ha, tức là mang nước vào trong mạch máu. Tức là ví dụ như cái thể tích mạch máu của mình, thể tích máu ở trong đây nó giảm, thì lúc này nó sẽ kích thích sự bài tiết ADH và kéo nước từ trong ống thận về lại trở vào mạch máu. Do đó mình thấy tác dụng qua aldosterone và tác dụng qua ADH đối với nước là giống nhau, tức là vì điều tái hấp thu nước tại máu máu và giảm cái thể tích nước ở bên trong ống thận, tức là giảm nước tiểu. Aldosterone và ADH đối với nước thì đều giảm cái thể tích nước tiểu và tăng cái thể tích nước ở bên trong mạch máu. Nhưng mà aldosterone nó có thêm một cái nữa là vì nó có tác thu thêm natri, còn này nó tăng thải kali nữa. Còn ADH chỉ đơn thuần là tái thu nước thôi. Cái hormone thứ hai đó là hormone cortisol. Cortisol là một hormone chính của vỏ thượng thận và nó là cái hormone được tiết ra cái vùng nhiều nhất là lớp bó ha. Nó chiếm 95% hoạt động của glucocorticoid. Thì tác dụng của cortisol thì mình sẽ thấy là thứ nhất là tác dụng cho chuyển hóa, bao gồm chuyển hóa tuyết và tuyến lipid, tác dụng trong stress, tác dụng đối với kháng viêm, tác dụng trên cái kháng dị ứng, tác dụng trên ức chế miễn dịch. Đó là cái tác dụng của cortisol. Rồi bây giờ mình khảo sát cái tác dụng đối với chuyển hóa cortisol. Thì mình thấy là đối với chuyển hóa cortisol thì mình có là tăng đường gluco máu ha. Cortisol mình còn nhớ hôm bữa mình học bài ở lớp này không ta? Không phải. Rồi mình sẽ thấy là cortisol nó sẽ tăng gluco ở trong máu. Nó gây tăng gluco trong máu. Rồi tăng gluco trong máu dựa vào cái gì? Thứ nhất nó dựa vào gì? Kích thích sự phân tạo đường gluco tại gan. Và cái thứ hai nữa nó là giảm sử dụng gluco tại các tế bào thì nó sẽ làm tăng được gluco trong máu. Cái thứ hai là đối với chuyển hóa protein thì mình sẽ thấy là nó giảm protein tế bào, tăng protein gan và huyết tương, tăng acid amin cho máu. Và đối với chuyển hóa lipid thì tăng huy động mạch máu. Thì mọi người hình dung thế này nè, tác dụng của cả ba thành này, chuyển hóa tiêu xít, protein và lipid, nó đều gây tăng những cái chất ở bên trong máu. Ví dụ như mình thấy là gì, tăng acid amin đối với chuyển hóa protein, tăng acid béo đối với chuyển hóa lipid, tăng đường gluco đối với chuyển hóa tiêu xít. Như vậy nó cái này đều tăng hết, nhằm tác dụng là gì, nhằm tăng cái hoạt động chuyển hóa của cơ thể mình. Mình thấy acid amin, acid béo và gluco nó đều là những chất được tạo ra năng lượng cho cơ thể. Như vậy mình đang giải phóng những cái nguồn nguyên liệu để tạo ra năng lượng cho cơ thể. Như vậy mình thấy là gì, cortisol, ví dụ như mình nói là nó có cái vai trò trong stress chẳng hạn. Bây giờ stress là cái gì? Mọi người cứ hình dung là nếu như mình vẽ một cái mức độ đơn giản, đây là không hề stress được biến nào hết.
đây là kích bị stress, đó là căng thẳng, kích căng thẳng. Còn ở cái khoảng giữa này nè, tức là vừa đủ căng thẳng nhưng không quá mức căng thẳng để dẫn đến bệnh. Ở này là không có một áp lực gì hết, không hề có một áp lực gì hết. Ở đây là gì? Có áp lực, nhưng mà áp lực đó chưa đủ dẫn đến cái tình trạng là mệt mỏi đến tự tử chẳng hạn, không có, không có đến tình trạng đó. Nhưng mà có áp lực không? Có. Như vậy mình sẽ thấy là gì? Khi mà có sản sinh cortisol ra thì cơ thể của mình nó sẽ được cung cấp thêm rất nhiều năng lượng từ nguồn của glucose, từ nguồn của axit béo, từ nguồn của acetamin để cho tế bào của mình hoạt động. Đồng nghĩa là được gọi là gì? Cho cơ thể của mình hoạt động. À, vậy thì mọi người cứ định dung là mình làm việc, mình cần năng lượng không? Mình cần sự tập trung không? Cần. Tức là khi mà mình có được, khi mà mình thức dậy thì bắt đầu cái sự sản sinh cortisol đó nó bắt đầu sản sinh ra, sản sinh ra. Khi cái lượng cortisol đạt đỉnh cao nhất thì lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tập trung để làm việc. Thì thông thường người ta thấy cái điểm đó tầm khoảng là 9 giờ sáng. À, thì lúc đó mình sẽ không có đỉnh cortisol rất là cao. Tại sao mình thấy lúc đó thì mình có rất nhiều năng lượng và mình rất là tập trung để làm việc. Như vậy mình nói là gì? Đối với cái tình trạng của cortisol tác dụng với trong stress thực ra nó là gì? Nó làm, nó tạo ra một cái nguồn năng lượng. À, nó giúp cho mình đẩy cái quá trình hoạt động của cơ thể và của tế bào. À, nó giúp cho cơ thể của mình tăng hoạt động, tăng cái sự tập trung. Đó, thành ra mình hay nói là tại sao mọi người nên uống cà phê khi nào? Khi khoảng 10 giờ. Tại vì lúc đó cái lượng cortisol bắt đầu có xu hướng giảm xuống, thì lúc đó mình bonus hơn cà phê vô thì mọi người thấy gì? Mình lại tiếp tục được kích thích và tăng cái khả năng tập trung thêm. Đó, ví dụ nè, thành ra mọi người nói nè, stress không phải là lúc nào mình nói stress cũng là muốn tự tử thôi, cái mức độ đó là đến mức độ cao người ta gọi là trầm cảm rồi. À, thì cái khoảng mà có áp lực nè, thì lúc đó mình sẽ làm việc tốt nhất. Có áp lực thì mình sẽ làm việc tốt nhất. Còn không có được chút xíu áp lực nào thì mọi người thấy là gì? Nó tự làm biến ha. Còn cái thứ hai là tử. Tử thượng thận thì nó gồm có, nó sẽ tiết ra một cái chất người ta gọi đó là catecholamine. Catecholamine gồm hai thành phần ở trong đó là adrenaline và noradrenaline. Mọi người nghe cái điều này thấy là cái câu rất là adrenaline nghe rất là quen ha. Như vậy mình thấy là adrenaline và noradrenaline là thành phần của catecholamine, tức là thành phần của tử thượng thận được tiết ra. Như vậy mình thấy là adrenaline này nè, hay là noradrenaline này, thì cái thành phần noradrenaline này nó còn là chất dẫn truyền của hệ thần kinh giao cảm. À, tức là mình thấy là gì, những cái hoạt động ví dụ như mình đang căng thẳng, mình đang tập trung, mình đang suy nghĩ thì cơ thể mình nó sẽ tiết ra noradrenaline đi theo cái chất, đi theo những cái dây thần kinh ha, tại cái đầu cái thần cùng cái dây thần kinh để kích thích hoạt động của hệ thần kinh. À, thì mình thấy là gì, ở đây noradrenaline nó là cái hoạt động của giao cảm. Do đó mình thấy là khi mà cơ thể của mình nó kích thích lên tử thượng thận để cho tử thượng thận tiết ra catecholamine, thì lúc này mình sẽ thấy là cơ thể của mình sẽ tăng hoạt động của hệ giao cảm, tăng hoạt động của hệ giao cảm, tức là gì, tăng cái sự tập trung để làm việc. Cái việc giao cảm hồi đấy là cảm mình sẽ học theo cái bài thần kinh sau, nhưng mà mọi người lưu ý ra khi mà mình học đến cái hệ thần kinh thì mình sẽ quay lại cái tử thượng thận một chút. Ở lúc đó mình sẽ để lại là ở tử thượng thận mình có catecholamine, tác dụng của nó là tác dụng liên quan đến hoạt động giao cảm. À, cái này mình sẽ hẹn ở đoạn thần kinh cho nó dễ. Đây, tiếp theo là tự nội tiết. Ở tụy, mọi người nhớ giùm, ở ngay tại tuyến tụy mình có tới hai chức năng. Chức năng thứ nhất, đó là chức năng ngoại tiết. Ở ngay tại tuyến tụy ha, nó có chức năng ngoại tiết. Cái chức năng thứ hai là chức năng nội tiết. Nếu bạn nào học từ đầu giờ thì bạn thấy có thấy được cái tuyến tụy liên quan đến cái sự bài tiết vào trong lòng ống, à, và cái tuyến tụy mà nó bài tiết vào trong máu. Thì tụy là bài tiết vào trong máu, đây là tụy nội tiết. Còn tụy bài tiết vào trong lòng ống là tụy ngoại tiết. Thì tụy ngoại tiết nó sẽ tiết ra men tiêu hóa. À, men tiêu hóa này mình sẽ được học ở trong bài tiêu hóa vào thứ sáu tuần này nha, do thời tiết dạy. Và tụy nội tiết thì nó liên quan đến bài ngày hôm nay của mình, tức là tiết ra, tiết ra cái hormone. Và bây
giờ có học môn thì mình sẽ thấy là mình lưới, mình có insulin được tiết từ cái đoạn beta trị. Ở đây mình học hai cái học môn ha, một đó là insulin và hai nữa là glucagon. Insulin được tiết từ cái đoạn beta, glucagon được tiết từ cái đoạn alpha. Và nhiều nhất là insulin ha, mình cứ tập hợp hai cái học môn đó ha, insulin và glucagon. Đây là tiến trị nội tiết ha, còn đây là tiến trị ngoại tiết. Anh đã nói rồi. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu tác dụng của insulin trước. Mình thấy insulin và glucagon nó giống như hai cái cán cân vậy đó. Một là insulin, đây là glucagon. Hai cái thằng này nó sẽ liên quan đến vai trò trong điều hòa đường huyết. Đường huyết ha, tức là đường glucô trong máu. Hai thứ này nó sẽ điều hòa đường huyết. Vai trò của hai này là đối nghịch ra. Rồi, về cấu tạo của insulin, mình sẽ thấy là nó là cái chuỗi ALB ha, với 21 acetamin kết hợp với 32 acetamin với 3 cầu nối disulfo. Rồi, mô của insulin, mô của insulin thì mình sẽ có 3 mô đích. Tại sao người ta gọi đó là mô đích? Tại vì ở tại 3 mô này có sự kích thích dự trữ, còn lại ở các tế bào còn lại cũng có cụ thể của insulin. Mình thấy là tất cả tế bào còn lại cũng là mô đích của insulin. Tuy nhiên ở các tế bào còn lại không phải là ba loại tế bào này thì nó sẽ không có tác dụng đạt kích thích những cái phản ứng để dự trữ lại đường ở bên trong tế bào. Còn ba cái phần này nó sẽ dự trữ lại ở bên trong tế bào. Vậy mình nhớ nha, ba loại mô đích của insulin đó là mô gan ha, mô gan có khả năng dự trữ nè, mô mỡ có khả năng dự trữ nè, mô cơ có khả năng dự trữ nè. Và cơ này là cơ con nha. Để mình thấy ba mô đích ha, mô mỡ, ở mô gan và mô cơ. Ba mô đích chính, hãy nhớ ba mô đích chính, chính có cả sao chính là nó có khả năng dự trữ, còn lại những cái mô đích khác thì không có khả năng dự trữ nha. Và bây giờ tác dụng của insulin đầu tiên nhất đó là tác dụng trên chuyển hóa glucose, tác dụng trên chuyển hóa lipid, tác dụng trên chuyển hóa protein, và nó sẽ có tác dụng đồng vận đồng tác dụng với hợp mơ và hấp để kích thích sự phát triển của cơ thể. Giờ mình coi tác dụng trên chuyển hóa glucose. Giờ mình thấy hình dẫn cái này nè, phần cái này để vẽ cho nó dễ. Đó là chuyển hóa glucose. Bây giờ mình sẽ coi đây là mạch máu ha. Rồi, đây là tế bào của mình. Tế nhân tế bào. Rồi đây là mạch máu, như vậy đây là mô kẽ, khoảng kẽ ha. Đây là tế bào. Vậy bây giờ mình ăn vô. Như bây giờ mình xác định, ví dụ như mình vẽ đây là cái ruột tinh. Vậy mình ăn rồi ăn vào. Thì có phải là trong đồ ăn của mình nó sẽ có đường ha, tinh bột và đường đó. Vậy khi mình ăn xong thì đường này thì nó sẽ được hấp thu. Vậy nó hấp thu đâu, nó hấp thu vào trong máu. Vậy sau bữa ăn, nồng độ đường glucô trong máu tăng lên. Và với nồng độ đường glucô trong máu tăng lên thì nó sẽ kích thích lên tuyến trị. Và ở đâu tuyến trị? Tế bào beta của tuyến trị để tiết ra insulin. Và khi này có insulin rồi, insulin nó mới gắn vào cụ thể của nó ở trên tế bào. Vậy khi insulin gắn vào cụ thể của insulin trên tế bào thì sẽ có một cái kênh đường được mở ra. Kênh nó mở ra nha, kênh đường được mở ra. Thế là khi mà kênh đường mở ra thì nồng độ đường ở bên trong cái trong máu đang cao nè, nó sẽ đi ra ngoài này, đi ra một kẻ. Nồng độ đường ở đây đang cao thì nó sẽ gì? Nó sẽ chạy vào trong tế bào. Như vậy lúc này nó sẽ mang đường từ trong máu vào trong tế bào. Thì cái sự mang đường từ trong máu vào trong tế bào thật ra không phải là insulin mang đường, mà là insulin gắn vào cụ thể của insulin trên màng tế bào đích. Thì lúc này kênh đường mở ra và nồng độ đường ở bên ngoài tế bào đang cao do mình vừa ăn xong, nồng độ đường glucose đang cao thì nó sẽ khuếch tán vào bên trong tế bào ha, thô ra đi ăn nồng độ không, do đó nó sẽ làm cho đường đi vào bên trong tế bào. Nếu như tế bào này là những cái tế bào bình thường thì đường này sẽ lấy để xài ha. Còn nếu như tế bào này là tế bào mô gan, tế bào mô cơ hay tế bào mô mỡ thì lúc này nó sẽ có một cái giai đoạn thứ hai nữa,
tức là khi điền vào bên trong tế bào thì điền này nó sẽ chuyển thành cái dạng dự trữ năng lượng ở bên trong tế bào. Nếu như đây là ba loại tế bào mô đích của chính tế bào, à mình tách ra ha, nếu như tế bào bình thường hầu không có gì hết, nhưng mà nếu là mô vô hay là mỏ đầu cơ thì nó sẽ dự trữ lại cái phần đường đó. À như vậy để chúng ta cái hình này mình nhớ hai ý trong đó. Ý thứ nhất là mình sẽ thấy có sự diễn viên tương khi nào khi mà đường ở trong máu của mình cao thì nó sẽ kích thích vào cây ta trị tiếp theo nhiên insulin gắn vào cụ thể insulin trên này tế bào làm mở tinh đường, lúc này đường ở bên ngoài đang cao phát tán vào bên trong tế bào. Rồi đó là do giai đoạn thứ nhất. Nếu như tế bào này bình thường thì không có giai đoạn giá nó cứ sàn tiếp theo, nếu như mà là tế bào mô vô này bỏ đầu cơ thì nó sẽ dự trữ lại được. Rồi bây giờ nếu nó dự trữ lại, thứ nhất là tại tế bào gen thì nó sẽ dự trữ như thế nào? Mình sẽ thấy là ở tại tế bào gen nó có 3 giai đoạn ở bên trong tế bào gen. Mình học thêm 3 giai đoạn này để mình biết được ở ngay tại gen như thế nào ha. Khi mà glucose nó đi vào bên trong tế bào gen rồi, glucose này nó sẽ được chuyển thành cái dạng dự trữ trong tế bào gen là glucose. Đấy ạ. Như vậy thì insulin của mình ngoài cái việc mở kênh để cho đường glucose đi từ bên ngoài vào bên trong cái bào gen, insulin nó còn thúc đẩy quá trình này nè, kích thích cái chuyển đổi glucose thành dạng glucose dự trữ. Hai cái đó là tác dụng của insulin. À, cái thứ hai nữa là insulin nó sẽ làm ức chế hai cái quá trình còn lại. Một là ức chế là ức chế gì? Ức chế chuyển glucose phải ngược lại thành glucose. Tại sao ức chế? Tại vì mình đang dư điện ngoài mà mình đâu có cần phải phóng thích đường ra thêm đâu. Thành ra mình thấy là cái giai đoạn này nó sức chế. Hoặc là phân tạo đường mới, có cần phân tạo đường không? Không cần, đang có ngoài nhiều đường ở bên ngoài thành ra nó ức chế giai đoạn này. À, vì vậy mình thấy là trong gen nó diễn ra ba giai đoạn. Thì khi có đường nhiễm insulin, nó sẽ ức chế hai giai đoạn còn lại và kích thích cái giai đoạn chuyển đường glucose thành glucose dự trữ. Đó là như tại mô gen ha. Rồi như tại mô mỡ thì nó sẽ chuyển cái glucose đi vào bên trong tế bào đó thành axit béo dự trữ ha. Còn ngay tại mô gen thì nó sẽ chuyển cái glucose vào bên trong tế bào thành glucose dự trữ ha. Do đó mình sẽ thấy là gì, ở ngay tại gen thì nó sẽ chuyển thành glucose dự trữ nè, hoặc là nó chuyển thành axit béo dự trữ nè, ức chế hai quá trình còn lại, ức chế tăng tạo đường, ức chế phóng thích lưu giải glucose nè. Ở cơ thì nó sẽ tổng hợp glucose nè, chuyển thành dạng glucose dự trữ, hoặc là ở mô mỡ thì chuyển thành axit béo dự trữ. Rồi đối với tế bào mô não thì có một chút xíu đặc biệt, đó là nó sử dụng glucose không cần đến insulin. Tế bào mô não thì không cần insulin để tế bào não có thể sử dụng glucose, còn những cái tế bào khác thì cần có insulin để sử dụng glucose. Đây là cái hình ảnh cho mình thấy được khi mà đường ở trong máu của mình đang cao. À, đây là đường trong máu đang cao nè. Thì insulin sẽ kích thích, nó sẽ kích thích tuyến tử từ insulin. Insulin được kích thích ra sẽ gắn kết với cụ thể insulin trên mặt tế bào. Khi gắn kết thì mình sẽ hồi nãy mình có nói là gì? Khi gắn giữa hộp môn với cụ thể màng thì nó có thể là gì? Mở cái kênh ra, từ đây là cái kênh. Nó mở cái kênh này ra làm cho cái lượng đường trong máu đang cao nãy gì có tán vào bên trong tế bào. Nếu như cái đầu này là cái đầu gen thì cái đường này chuyển thành dạng glucose dự trữ. Rồi đường này chuyển thành gì nữa? Axit béo dự trữ. Rồi ức chế quá trình nào? Ức chế cái quá trình lưu giải glucose này, ức chế quá trình tạo đường mới. Nếu như đây là cái bào mô mỡ thì cái thằng glucose vô này nó sẽ chuyển thành dạng gì? Glucose dự trữ. Còn nếu như đây là tế bào mô, nếu là đây là tế bào mô cơ thì nó thành glucose dự trữ, còn nếu là mô mỡ thì nó sẽ thành gì? Axit béo dự trữ. Đó, mình hiểu cái quá trình của đường rồi ha. Là cái kênh mà người ta nói là cái kênh nhỏ ra khi mà insulin gắn với thực thể, đây là kênh glucose 4, glu là gluco, c là kênh hộp cơ, 4 là xứng số thì hộp cơ insulin cụ thể kênh. Khi gắn vô thì kênh mở ra, mở ra thì đường ở bên ngoài đang có nồng độ cao khuếch tán rồi được chặn thế này. Các triệu chứng của chứng hollywood, cái này thì nó hơi phức tạp một chút xíu ha. Mình cứ định dung thế này nè,
bình thường á, nó sẽ bình thường khi mà bình thường nó là cái môn bỏ của mình không để mình học được những cái học tiên vô về tim rồi, nếu mọi người còn nhớ không ha, thì những cái học tiên vô về tim của mình á thì có hai cái hệ, đó là silomicron và hệ đen là hai cái hệ này nó chứa nhiều glucosidic và khi mà di chuyển trong môi trường máu nó sẽ nhỏ ra sức tế ra. A đây là silomicron, A đây là đen là nó nhỏ sức tế ra, và sức tế đó được đưa vào trong cái tế bào mỡ và dự trữ thành glucosidic lên trong tế bào mỡ. À, cái đó là cái giai đoạn bình thường cơ thể. Bây giờ glucosidic này á giống như là hồi nãy mình thấy cái đồ nhân đi, nó có cái giai đoạn chuyển hóa qua lại giữa glucose và glucose ha, và cái chuyển hóa từ glucose thành glucose thì được kích thích bởi insulin. Còn cái chuyển hóa ngược lại glucose thành glucose thì nó insulin ức chế quá trình đó. Như vậy tương tự như vậy, các em có thấy là quá trình mà chuyển cái dạng dự trữ glucose này thành cái dạng mà nó phóng thích ra ngoài nó là sức tế thì insulin nó sẽ ức chế quá trình đó. Tại vì mình thấy là gì, mình đang ăn vào ha, thành ra mình đâu có muốn phóng thích ra đâu, thành ra mình không phóng thích ra đâu, insulin ức chế quá trình này để mang cái sự phóng thích những cái yếu tố dự trữ bên trong. Insulin thúc đẩy cái quá trình chuyển hóa đường thành axit béo lên trong cái bào mỡ, thành ra nó sẽ ức chế cái quá trình còn lại, ức chế lưu giải ra. Và liền ức chế lưu giải ra, nếu như mà bây giờ trong cơ thể của mình nguyên sản sinh insulin, ví dụ như mình bị đái đường tiếp 1 cơ thể không còn insulin nữa, lúc đó tự nhiên cái lượng rất lớn những cái axit béo được dự trữ trong tế bào mỡ là nó được phóng thích thoải mái ra ngoài, nó có còn ức chế đâu. Thành ra mình sẽ thấy gì, lúc đó tự nhiên lượng axit béo tăng cao ở bên trong máu ha. Đó là những trường hợp chứa insulin. Như vậy mình thấy được trường hợp đó là mình hình dung là gì, insulin nó ức chế quá trình lưu giải những yếu tố dự trữ mỡ ở bên trong tế bào mỡ để phóng thích ra axit béo này, ức chế quá trình này lại ha. Rồi tiếp theo là glucagon. Glucagon là cái bối trọng của insulin. Nếu như insulin được tạo ra khi nào? Insulin tạo ra khi đường huyết trong máu á, hay người gọi là đường huyết nó tăng lên thì insulin được bài tiết ra. Và insulin được bài tiết ra khi đường trong máu tăng thì tác dụng của insulin sẽ làm gì nha? Giảm đường xuống. Ha, và sao nó giảm được đường xuống? Tại vì nó đã mở những kênh đường của tế bào làm cho đường ở trong máu đang cao đưa vào bên trong tế bào, thành ra nồng độ đường ở trong máu giảm. Để glucagon thì nó ngược lại, ngược lại ở chỗ nào? Khi mà đường ở trong máu nó giảm, đường trong máu giảm thì lúc này cơ thể sẽ sản sinh ra glucagon bằng cách là nó kích thích lên cái tế bào alpha gốc tự để sản sinh ra cái glucagon. Như vậy glucagon được tiết ra, glucagon được tiết ra nhằm mục đích hạ nhiệt, nâng đường ở trong máu lên, tăng đường máu lên. Hai glucagon đầy đủ máu giảm ra thì mục đích sản sinh ra glucagon để nâng đường máu lên. Như vậy glucagon nâng đường máu lên bằng cách nào? Tại gen. Hồi nãy mình nhớ là gen thì mình có đường glucagon dự trữ. Như vậy lúc này nó sẽ kích thích quá trình lưu giải những cái glucagon dự trữ ở bên trong gen để chuyển thành gluco, và gluco này được đưa ra ngoài tế bào. Hoặc là gì, nó sẽ kích thích quá trình phân tạo đường mới để đưa cái đường này ra ngoài tế bào. Như vậy mình vẽ lại cái tế bào gen ha, để tế bào gen mình có ba quá trình trong tế bào gen, gluco thành glucogen. Mình có quá trình gì, lưu giải glucogen thành gluco và phân tạo đường mới. Để, như vậy thì insulin kích thích quá trình nói chung là insulin ha, insulin nó sẽ kích thích cái quá trình này, nó sẽ chế hai cái quá trình còn lại. Do đó là gì, insulin nó sẽ liên thúc đẩy cái thành phần glucose dự trữ bên trong tế bào. Vậy khi mà insulin được tiết ra, khi đường huyết tăng, đường máu tăng nè, thì insulin tiết ra nhằm giảm insulin trong máu và thúc đẩy cái yếu tố dự trữ. Rồi bây giờ khi đường máu thấp thì lúc này nó sẽ sản sinh ra glucagon. Thì glucagon lúc này nó sẽ làm gì? Nó sẽ kích thích cái quá trình
đơn giản như tư duy mới tạo thành gluco. Kích thích quá trình tên tạo đường mới để tạo ra đường gluco, để phóng thích gluco vào trong máu để nâng cái đường máu lên và nó ức chế quá trình này. Ở đấy insulin thì ngược lại ha, thì tương cộng thay gông ngược lại, do đó hai thằng này là hai cái quá trình đối trọng nha. Insulin làm giảm đường máu, glucagon làm tăng đường máu. Khi mà insulin được tiết ra thì đường máu tăng, tiết ra insulin làm giảm đường máu xuống và giữ đường bên trong tế bào. Khi nào glucagon được tiết ra thì đường máu giảm, tiết ra glucagon nhằm phóng thích gluco ra ngoài máu ha. Đây, bây giờ đối với mô mỡ thì sao? Mô mỡ thì hồi nãy mình thấy là gì, insulin nó thúc đẩy quá trình dự trữ lại cái acetone trong cái tế bào mỡ. Thì bây giờ đi, glucagon nó sẽ thúc đẩy lại những sự ngược lại, đó là thoái biến ha, những cái acetone để phóng thích mỡ ra. Đó là ngược lại ha. Ở tác dụng của glucagon ha. À, như vậy thì mình thấy là gì? Nãy giờ mình học những cái câu bài nội tiết. Đó. Thì mình sẽ thấy được là đối với tuyến nội tiết thì đầu tiên mình nắm được lại cương của tuyến nội tiết nè ha, mình nắm đại cương của nó. À, và khi mình nắm đại cương nó rồi mình sẽ biết được sự phân biệt khác nhau của tuyến nội